Good morning. Cảm ơn các bạn trở lại để mình học bài học số 10 của học tiếng Anh giống như ở trong lớp. Và hôm nay chủ đề là bạn muốn ăn tại chỗ hay đem đi. Và trong bài học này bạn cũng sẽ học về đồ ăn, thức uống, tiền và giá cả. Và mình hỏi bao nhiêu tiền? Trước tiên mình sẽ học về những đồng xu thông dụng ở bên Mỹ. Và đây là đồng xu 1 cent. 1 cent, 1 cent cũng được gọi là penny. Penny. Penny là 1 cent. 1 penny. Nickel. Nickel là 5 cent, 5 cents. Nickel. Nickel. Dime. Dime là 10 cent một cái 10 cent là dam 10 cents 10 cents là một dam one dam 25 cent 25 cents là quarter một quarter là 25 cents còn đây là 50 cent 50 cents còn được gọi là half a dollar một nửa của một đồng nhưng mà các bạn ít khi thấy năm mươi sen này lắm các bạn đa số là thấy one penny, nickel năm sen, dam, 10 sen và quarter hai mươi lăm sen. Half a dollar ít khi thấy lắm, cho nên cũng phải biết. Còn đây là one dollar, một đồng xu dollar coin, dollar coin còn được gọi là golden dollar, golden dollar là một đồng xu. Đây là tiền giấy, paper money. Một đô la, một đô la, tờ giấy một đô la, one dollar bill. One dollar bill là một tờ đô la. One dollar bill. Two dollars bill, tờ hai đô la. Tờ hai đô, two dollars bill. Tờ năm đô la,

$100 bill. $100 bill. Tờ giấy 100 này là mới phát hành mới nhất sau này. Còn đây cũng là 100 đô la. Tờ giấy 100 đô. Cũ. Phát hành của đợt trước. $100 bill. Còn sau đây là tờ giấy 500 đô. $500 bill. Các bạn sẽ không thấy ở ngoài thị trường đâu. Nhưng mà cũng phải biết Còn đây là 1.000 đô la. Tờ giấy 1.000 đô. 1.000 đô la bill. 1000 bill. Giá cả. Giá cả là 17 đô. 17 đô la. 17 đô la. Các bạn chỉ cần nói số 17. 17. Rồi mình thêm chữ đô, dollar ở đằng sau. 17 đô. 17 đô. 35 xu. 35 cents. Giống hồi nãy 17 đô, mình để 17 đô. Còn mình xu thì mình cũng vẫn để số trước. 35 35 cents. 35 cents. 82 cents. 82 cents. 82 cents. $70. Dollars, 70 đô. 70$. Ở đây hơi dài chút xíu. 21 đồng 50 cent. $21.50. $21. .50. 21 đồng and 50 cent và 50 cent. Các bạn có thể nói ngắn là $21.50. $21.50. $21 51 đô. 51 one dollars, fifty-one dollars, fifty-one dollars. Một đô, one hundred dollars, one hundred dollars. Còn đây là ba đồng bảy mươi lăm cent. Three dollars and seventy-five cents. Three dollars and seventy-five cents. Hay là three dollars seventy-five.

Seven dollars and forty-five cents. Bảy đồng bốn mươi lăm sen. Singular, singular là số một cái. Mình diễn tả một cái nào đó, một cái thôi. Đồng hồ này giá bao nhiêu tiền? How much is this watch? How much is this watch? How much is this watch? Đồng hồ này giá bao nhiêu? Cái này bao nhiêu tiền? How much is it? How much is it? How much is it? Cái này giá bao nhiêu? Còn đây mình diễn tả số nhiều, nhiều hơn một cái. Đây là pens, pen là cây viết. Ở đây mình có hơn một cây viết cho nên để chữ s. Mấy cây bút này bao nhiêu tiền? How much are the pens? How much are the pens? How much are the pens? Ở đây mình có hai cách để hỏi mấy cái đó bao nhiêu tiền hoặc là mấy cái kia bao nhiêu tiền cũng đều là how much are they? How much are they? How much are they? Mình đọc lại. Đồng hồ này bao nhiêu tiền? How much is this watch? Cái này bao nhiêu? How much is it? Mấy cây bút này bao nhiêu tiền? How much are the pants? Mấy cái đó bao nhiêu tiền? Mấy cái kia bao nhiêu tiền? How much are they? Bản giá, price list. Đây hẳn sẽ xài bản giá của tiệm cà phê. Đồ uống nóng, hot drinks. Hot drinks. Cà phê. Cà phê là coffee. Coffee. Coffee bán giá 3 đồng 95. Coffee 3$ and 95 cent. Coffee 3$ and 95 cent. Còn cà phê sữa cappuccino. 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 Cappuccino là giá 4 đồng 50 cent. 4$ and 50 cent four dollars and fifty cent hoặc là four dollars fifty cà phê hơi hoặc là cà phê espresso 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 là giá bốn đồng hai mươi lăm four dollars and twenty five cent four dollars and twenty five cent hoặc là four dollars twenty five trà trà là tea 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 bán giá 2 đồng rưỡi 2 dollars and 50 cent 2 dollars and 50 cent hoặc là 2 dollar 50 thức uống lạnh cold drinks cold drinks cold drinks là đây nước khoáng nước khoáng là mineral waters mineral water mineral mineral water, nước khoáng bán giá là bốn đồng bảy mươi lăm, four dollar and seventy five cent, four dollar and seventy five cent hay là four dollar seventy five. Coke, thường người Mỹ nói Coke ngắn gọn là Coca Cola. Coke, Coke là two dollar twenty five cent, hai đồng hai mươi lăm, two dollar and twenty five cent hay là two dollar and twenty five nước cam nước cam là orange juice orange juice orange juice bán giá một đồng chín mươi chín one dollar and ninety nine cents one dollar and ninety nine cents hay là one dollar ninety nine thức ăn foods 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 Bánh mì sừng croissant, 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 croissant bán giá là 3 đồng 50 cent. 3 dollars and 50 cent, 3 dollars and 50 cent, 3 dollars 50. Bánh mì kẹp thịt gà, chicken sandwich, chicken sandwich, chicken sandwich, chicken sandwich giá là 5 đồng 25 cent five dollars and twenty five cents, five dollars and twenty five cents, hay là five dollar twenty five. Salad Caesar, Caesar salad, Caesar salad, Caesar salad là sáu đô, sáu đô la, six dollar, six dollar, hay là người ta cũng nói là sáu đồng chẳng, six dollar even, six dollar even, six dollar even. $6 even. Đây họ sẽ hỏi giá cà phê espresso là bao nhiêu tiền. How much is an espresso? How much is an espresso? Hoặc là bạn có thể hỏi How much is the coffee? How much is the coffee? Giá của espresso là it's 4.25. It's $4.25. It's $4.25. Giá của nước cam bao nhiêu? How much is the orange juice? How much is the orange juice? How much is the orange juice? Giá của nước cam là 1 đồng 99. It's $1.99 cents. It's $1.99 cents. It's $1.99. How much is a chicken sandwich? Giá của bánh mì thịt gà bao nhiêu? Giá của bánh mì kẹp thịt gà bao nhiêu? How much is a chicken sandwich? Đó là 5 đồng 25. It's five dollar and twenty five cents. It's five dollar and twenty cents. Hay là it's 5 dollar twenty five. Đây là đối thoại giữa nhân viên quán cà phê và khách hàng. Tôi có thể giúp bạn không? Hay là mình nói tôi có thể giúp được bạn gì không? Can I help you? Can I help you? Can I help you? Vâng, làm ơn cho hai ly cappuccino. Y yes, two cappuccinos, please. Yes, two cappuccinos, please. Yes, two cappuccinos, please. Chắc chắn rồi, còn gì nữa không? Sure, anything else? Sure, Anything else? Sure. Anything else? Đây mình có cách hai, hai cách trả lời. Nếu mình còn mua gì nữa thì mình sẽ nói là vâng một cái bánh mì sừng bò. Yes, a croissant, please. Yes, a croissant, please. Còn nếu mình không mua nữa đủ rồi thì mình nói là không là đủ rồi cảm ơn. No, that's all. Thanks. No, that's all. Thanks. Bây giờ trở lại là nhân viên cà phê hỏi là Sure, anything else? Chắc chắn rồi, bạn còn mua gì nữa không? Thì mình sẽ trả lời Vâng, một cái bánh mì sừng bò, cảm ơn. Yes, a croissant, please. Yes, a croissant, please. Còn nếu mà không mua nữa thì No, that's all. Thanks. No, that's all. Thanks. Họ sẽ hỏi bạn muốn ăn ở đây hay đem đi. Ăn ở đây hay mang đi? Eat in or check away? Eat in or check away? Eat in or check away? Nhiều lúc các bạn có thể nghe là dine in hay là check away người ta gọi là to go. To go dine in or to go Mình sẽ cách giống hồi nãy mình có hai cách. Nếu mình ăn ở đây thì mình sẽ nói dine in please, ăn ở đây làm ơn. Dine in please. Dine in please. Còn nếu mình muốn mang đi thì mình sẽ nói check away please. Check away please. Hay là mình nói to go please. To go please. Được chứ? Vậy là 14 đồng 40 cent Sorry các bạn Được chứ? Vậy là 11 đồng 40 cent Ok, that's 11 dollars and 40 cents, please Ok, that's 11 dollars and 40 cents, please Hay là Ok, that's 11 dollars 40 Cảm ơn rất nhiều Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Không có gì. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Ok, vậy là mình học hết bài học số 10. Hãy xin gặp các bạn lại vào tuần tới bài học số 11. Thank you for your time, and I will see you again in lesson number 11. Thank you and take care. See you again. Bye bye.